Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án Scan thì nhận tóc căn Hippo. Thì để tham gia ngày hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở đường phong để làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Airdrop thì hên xui không biết dự án nào chất lượng hay là không chất lượng nên có ai góp các bạn cứ làm đi bạn. Rồi tiếp tục các bạn xem tiếp kênh seller nè. Sau khi join xong hết các bạn nhấp vào bao gạch cùng nhấp vào setting copy username telegram mình nằm chỗ này nè các bạn. À cộng mình nằm số 2 các bạn điền vô đây. Của tất cả các bạn nha các bạn. Đừng có điền username của mình làm cái gì. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter nè. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè, rồi bạn bắt up lên. Tiếp tục các bạn copy hashtag này like và retweet cho anh ta 3 người bạn nhắc tag nè. Rồi. Các bạn like nè, các bạn chích dẫn cho tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag cho tag 3 người bạn mình vào. Rồi, các bạn bắt up lại. Tiếp tục các bạn up to wallet tóc cặn Hippo nè. Còn này với giá là 0.0003. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn bấm vào mục up to wallet nha bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình. Rồi các bạn gỡ lên. Các bạn chọn từ thiết bị nha bạn. Rồi các bạn tải lên nha tất cả các bạn. Rồi cái mục audio này thì bạn chọn get giúp mình nha bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn gỡ cái dòng này thì các bạn gỡ một link retweet này thì bạn mở từ Twitter tất cả các bạn ra. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn là từ tweet với hashtag nè, các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gỡ lên cho bot nè. Gửi vào link form nè. Tiếp tục cái dòng UNE submit you refer telegram thì các bạn điền giúp mình là cộng anh 5 số 2 nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên bia xem trên bet 20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn. Nhấn nhắn vào đây. Tiếp tục các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Thì 5 x 6 30 trừ cho 10 chia 5 bằng 2, 30 chia 5 bằng 2 bằng 28 nè các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Scan nhận tóc cần Bibo đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.